trước sự phát triển lớn mạnh của bệnh viện. Chính nơi đây, ông cùng cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 27 tiến vào tiếp quản Tổng Y viện Cộng Hòa sáng ngày 30 tháng 4 năm 1975, buộc viên chuẩn tướng Phạm Hà Thanh phải bàn giao Tổng Y viện cho cách mạng và chữa trị cho thương bệnh binh của quân giải phóng. Đây cũng là một trong những dấu ấn sâu sắc trong cuộc đời binh nghiệp của ông. Ngày ấy, nhờ tấm bản đồ và hai người con cháu má Sáu Ngẫu ở Lái Thiêu trao cho, Trung đoàn 27 đã nhanh chóng vượt qua vòng tử thủ, tiến vào giải phóng Sài Gòn. Sau này, khi má Sáu đã qua đời, cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 27 vẫn thường xuyên về Lái Thiêu thắp hương cho má. Đất nước có những người mẹ như thế, dẫu có báo đáp ngàn lần cũng không bù được công lao của má. Trong chuyến vào thăm chiến trường xưa, Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu cùng tỉnh đội Quảng Trị đã tổ chức lễ dâng hương tại nghĩa trang đường 9 và một số nhà bia tưởng niệm. Lễ dâng hương thả hoa trên dòng sông Thạch Hãn và một số dòng sông khác ở Quảng Trị là một việc làm mang nghĩa cử cao đẹp đã được các cựu chiến binh khởi xướng từ nhiều năm qua. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, Đảng bộ nhân dân Quảng Trị có những đóng góp rất lớn. Mảnh đất này đã sản sinh ra một thế hệ anh hùng. Nhiều người đã anh dũng ngã xuống nơi đây. Có thể nói mảnh đất này đã ghi dấu hàng trăm chiến công oanh liệt của các lực lượng và nhân dân trên địa bàn Quảng Trị. Hầu hết tất cả các đơn vị quân binh chủng và các sư đoàn chủ lực của quân đội ta đều chiến đấu trên chiến trường Quảng Trị. Và cũng từ những cái chiến công đó thì cái sự hy sinh mất mát của các đồng bào, đồng chí, chiến sĩ của chúng ta trên địa bàn Quảng Trị cũng là sự hy sinh rất lớn. Những năm đánh Mỹ, làng Gia Bình, xã Do An có một cây đa được quân giải phóng đặt làm đài quan sát để đánh địch và là nơi hy sinh quả cảm của một chiến sĩ Trung đoàn 27. Sau đó, cây đa bị bom Mỹ đánh tan. Sau ngày hòa bình, ông Nguyễn Huy Hiệu cùng cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 27 đã về thăm và trồng lại cây đa búp đỏ thay cây đa cổ thụ ngày trước, gửi làng một bóng cây xanh, tỏ lòng báo đáp công thành năm xưa. Cảm phục trước tinh thần chiến đấu của quân và dân trên đất Gia Bình, hai nhà doanh nghiệp Lê